đời này như đã lỡ làng, vỡ giấc mộng vàng ngày thầy giảng bên cõi biệt ly. Con ơi hãy chi, bởi vì ta nay đã sống lại, nhìn kỹ xem ai mà cành sườn đôi tay quen này. Bình an cho anh em, bình an cho anh em, hãy nhận lấy thánh thần mà ra đi, loan tin mừng cho muôn dân. Cho anh em đây thầy đã sống lại, thật có phúc cho ai không thấy mà tin. Riêng ông Thomas vì ở xa khi Chúa tới nhà, thấy nỗi điệu chẳng vội tin là Chúa phục sinh. Khi xem dấu đinh, nhìn bàn tay hay vết bên sườn, lòng vỡ tan ra mà thần phục tin đây là thầy. Bình an cho anh em, bình an cho anh em, nhận lấy thánh thần mà ra đi, loan tin mừng cho muôn dân. Bình an cho anh em, bình an cho anh em, đây thầy đã sống lại, thật có phúc cho ai không thấy mà tin. Dẹp vời mưu mô gian tà, bình an cho anh em, bình an cho anh em, hãy nhận lấy thánh thần mà ra đi, loan tin mừng cho muôn dân. Bình an cho cho anh em, đây thầy đã sống lại, thật có phúc cho ai không thấy mà tin.